Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Top Tên Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Brighton gặp Arsenal rũ bùn đứng dậy. Pháo thủ gặp một chiến thắng để tạm quên đi thất bại tủi hổ trước Manchester City. Gặp Brighton chính là cơ hội không thể tốt hơn để đội bóng thành London thực hiện hóa điều này. Việc phải đối đầu với Manchester City sau kỳ nghỉ dịch có lẽ là một thử thách quá lớn đối với thầy trò huấn luyện Mikel Arteta. Trận thua 0-3 bạc nhược đã khiến pháo thủ vẫn chưa thể cải thiện vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Rất may cho đội bóng thành London, đối thủ tiếp theo của họ chỉ là một Brighton đang chìm sâu trong khủng hoảng. Các pháo thủ cần phải tận dụng trận đấu này để có được chiến thắng cũng như xốc lại tinh thần toàn đội. So với Arsenal, đội chủ sân Palmer còn ở trong tình trạng tồi tệ hơn. Trước khi giải đấu bị tạm hoãn, đội bóng được dẫn dắt Bervin Graham Potter đã phải trải qua chuỗi 9 trận không biết mùi chiến thắng. Hệ quả, Brighton trượt dài trên bảng xếp hạng và rơi xuống vị trí thứ 15. Với những con người chất lượng hơn ở cả ba tuyến, Arsenal là đội được đánh giá cao hơn đối thủ của mình. Thậm chí trong một ngày thi đấu thăng hoa, một cơn mưa bàn thắng dành cho The Gunners hoàn toàn có thể xuất hiện trên sân Palmer. Watford gặp Leicester City, 3 điểm bằng mọi giá. Lòng khách trên sân của đội bóng đang rất khát điểm, Watford sẽ là thử thách không đơn giản đối với Leicester City. Trước khi vòng 30 khởi tranh, Watford mới có 27 điểm và bằng với đội đang xếp thứ 18 là Bournemouth. Điều đó cũng có nghĩa mỗi trận đấu đối với những chú ong bắp cày từ giờ đến cuối mùa đều có ý nghĩa như những trận chung kết. Bên kia chuyển tuyến, Leicester đang chém chệ ở vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh, chỉ sau Liverpool và Man City. Với 5 điểm nhiều hơn Chelsea và 8 điểm so với top 5, bầy cáo đang có cơ hội lớn để cán đích mùa này trong top 4 đội dẫn đầu. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng Leicester không thể chủ quan ở trận đấu này, bởi đối thủ của họ là Watford cũng sở hữu những thành tích ấn tượng mỗi khi được chơi trên sân nhà. Với tâm thế cần điểm đến từ cả hai đội, đây chắc chắn là một cuộc đối đầu hấp dẫn ở vòng 30 Ngoại hạng Anh. Diễn biến trực tiếp, tỷ số và kết quả trận đấu sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Năm điểm nhấn từ trận hòa của United trước Tottenham. Cả United lẫn Tottenham đều có lý do để tiếc nuối vì trận hòa dạng sáng nay, vì chỉ có được 1 điểm khiến họ níu chân nhau trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Một màn trình diễn chuẩn Mourinho. Những con số thống kê hay cơ hội nguy hiểm chỉ ra rằng United là đội chơi áp đảo hơn, nhưng thực tế Tottenham đã có một trận đấu không tồi theo đúng chuẩn Mourinho. Do vậy đội chủ nhà có quyền tiếc nuối khi sai lầm của Eric Dier khiến họ bị thổi phạt đền và không thể bảo vệ thành quả, bất chấp việc đã chơi nỗ lực và thực hiện tốt ý đồ của huấn luyện viên Jose Mourinho. 2. Không thể chỉ trách De Gea. Chăm rau đổ đầu tằm, thêm một lần nữa David De Gea trở thành tội đồ, hứng chịu những lời chỉ trích cay nghiệt nhất khi anh xử lý không tốt khiến United nhận bàn thua. Thế nhưng cũng phải công bằng với thủ môn người Tây Ban Nha, bởi Harry Maguire cũng mắc lỗi trầm trọng khi quá chậm chạp và thiếu quyết liệt trong tình huống truy cản Steven Bergwijn. 3. Sự bổ sung đáng giá với Tottenham. Mới chân nước chân giáo đến Anh ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhưng Steven Bergwijn đã chứng minh mình là bản hợp đồng đáng tiền của Tottenham. Sau 6 lần ra sân ở Premier League, tuyển thủ Hà Lan đã ghi được 3 bàn thắng, đều là những pha lập công quan trọng trước các đối thủ mạnh là Man City, Wolves và United. Dưới sự chỉ đạo của Jose Mourinho, ngôi sao trẻ cánh này hứa hẹn sẽ không bùng nổ hơn nữa. 4. Ngày tái xuất không như sự kỳ vọng. Sau thời gian dài dính chấn thương, Harry Kane và Marcus Rashford đều được điền tên vào đội hình xuất phát. Dù chơi nỗ lực nhưng hai tiền đạo người Anh được đánh giá cao nhất thời điểm hiện tại đều không thể được gì nhiều. Rõ ràng họ cần thêm thời gian để tìm lại cảm giác cũng như phong độ khi đã rời xa sân cỏ quá lâu. 5. Sâu xa nên mạnh dạn ghép cặp Pogba và Bruno. Chỉ có mặt trên sân khoảng 30 phút nhưng Pogba vẫn cho thấy đẳng cấp hàng đầu của mình. Đặc biệt tiền vệ người Pháp đã có những pha phối hợp ấn tượng với Bruno Fernandes. Huấn luyện viên Ole Gunnar Souza nên mạnh dạn để bộ đôi này sát cánh với nhau nhiều hơn trong thời gian tới. Họ đã cho thấy triển vọng của một cặp siêu tiền vệ khi chơi cùng nhau. Barca hòa thất vọng, Piqué nói thẳng một điều. Sau trận hóa Sevilla, Piqué nói thẳng rằng quá khó để Barcelona vô địch La Liga mùa giải này. Chơi tốt thì 1 chế lòng khách Sevilla thuộc vòng 30, nhưng Barcelona không thể ghi bàn. Bước sang hiệp 2, đội khách may mắn không thủng lưới vì lối đá phản công nguy hiểm của đối phương. Chung cuộc, Barcelona hòa Sevilla với tỷ số không đều. Sau trận đấu, Piqué cho rằng anh và các đồng đội rất khó giành chức vô địch. Tôi cho rằng rất khó để chúng tôi giành chức vô địch La Liga mùa giải này. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình và làm mọi thứ có thể. Tuy nhiên tôi không tin Real Madrid sẽ mất nhiều điểm ở những vòng đấu cuối. Giờ mọi thứ không nằm trong tay chúng tôi và rất khó để Real Madrid đánh mất nhiều điểm. Từ những gì tôi chứng kiến hai trận vừa qua của Real thì rất khó để điều này xảy ra. Trung vệ người Tây Ban Nha nói, đánh giá về trận đấu với Serbia, Piqué cho hay, chúng tôi kiểm soát thế trận tốt hơn họ, chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng không thể ghi bàn. Serbia là đội bóng mạnh và đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trận hòa này đẩy chúng tôi vị trí không thể tự quyết trong cuộc đua vô địch. Hòa Serbia, Barcelona đứng trước nguy cơ rất lớn mất ngôi đầu bảng vào tay Real Madrid nếu kênh trắng đánh bại Sociedad ở trận đấu vào ngày 22 tháng 6. Nếu thắng Sociedad, Real sẽ có cùng 65 điểm như Barcelona. Tuy nhiên, kênh trắng sẽ chiếm ngôi đầu bảng vì hơn đối thủ vì thành tích đối đầu, hòa 1 và thắng 1. Lampard làm rõ tin đồn bán N'Golo Kante. Huấn luyện viên Frank Lampard đã lên tiếng sau khi xuất hiện tin đồn ông sẵn sàng chia tay tiền vệ N'Golo Kante nhằm lấy tiền đầu tư cho hàng công. Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 chưa chính thức mở cửa nhưng Chelsea đã bỏ ra gần 90 triệu bảng để nâng cấp hàng công với hai cái tên đầy hứa hẹn là Timo Wagner và Hakim Ziyech. Dù vậy, gần như chắc chắn The Blues sẽ chưa dừng lại khi huấn luyện viên Frank Lampard được cho là muốn có thêm ít nhất hai ngôi sao khác là Kai Havertz của Bayer Leverkusen cùng với Ben Chilwell của Leicester. Tuy có ngân sách chuyển nhượng lớn nhưng Chelsea vẫn phải tính tới cân đối tài chính bằng việc bán bớt cầu thủ. Theo thông tin được báo giới Anh tiết lộ cách đây ít ngày, huấn luyện viên Lampard sẵn sàng bán N'Golo Kante, ngôi sao đã vắng mặt khá nhiều ở mùa giải năm nay. Trong chia sẻ mới nhất, đích thân huấn luyện viên Lampard đã lên tiếng về tin đồn này. Thuyền trưởng của Chelsea khẳng định Kante vẫn là nhân tố quan trọng của câu lạc bộ và mùa này anh vắng mặt nhiều chỉ là bởi chấn thương. Về trường hợp của N'Golo, tôi đã thấy một vài đồn đoán và tin tức về cậu ấy, cũng như tương lai tại câu lạc bộ. Tôi đã nói rất nhiều lần về N'Golo, đó là một trong tiền vệ hay nhất thế giới. Tôi rất muốn anh ấy chơi cho mình. N'Golo là mẫu cầu thủ có tất cả mọi thứ. Trở lại Chelsea và có được cơ hội làm việc cùng với N'Golo là điều mà tôi thực sự thích. Mùa giải năm nay không may là vì chấn thương, mọi thứ trở nên khó khăn với cậu ấy. N'Golo rất quan trọng với Chelsea và chúng tôi cần cậu ấy có mặt thường xuyên. Ở mùa giải năm nay, Kante đã gặp 3 chấn thương liên quan tới 3 vị trí khác nhau là mắt cá, gân khoeo và đầu gối. Tuyển thủ Pháp bỏ lỡ tới 14 trận và kể cả khi có mặt, anh cũng bị đánh giá là không hợp với một ngôi sao khác trên hàng tiền vệ là Jorginho. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, để tiếng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.